Lưỡi hổ là một cái loại cây cảnh phong thủy mà người ta trồng khá nhiều. Nó có rất là nhiều tác dụng rất là tuyệt vời đối với sức khỏe con người. Và sau đây thì kênh xin chia sẻ một cái tác dụng mà nổi bật của cái cây lưỡi hổ, đó là lưỡi hổ chữa ho, viêm họng và khàn tiếng. Khi mà đi ra vườn ấy thì chúng ta sẽ thu hoạch lưỡi hổ nha. Đây trước màn hình là một cái cây, một đám lưỡi hổ mép vàng các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng lưỡi hổ mép vàng để trị bệnh thì cái loại này nó hiệu quả hơn á. Khi mà chúng ta làm một cái bài thuốc về chữa ho, viêm họng, khàn tiếng ấy, thì chúng ta chỉ sử dụng nha, chúng ta cắt một cái lá và sau đó chúng ta chỉ dựng một khúc thôi. Lấy một khúc thôi chứ không có lấy nhiều nha. Và cái việc quan trọng, rất là quan trọng là chúng ta phải mang vào rửa sạch, ngâm muối để chúng ta triệt tiêu những cái vi khuẩn, bụi bẩn và những cái độc tố mà của cái cây lưỡi hổ nó hấp thu hàng ngày đó. Thì chúng ta nhớ là phải rửa sạch nha, để ráo. Sau đó chúng ta sử dụng muối hạt đấy, muối hột đó, từ 1 đến 2 hạt thôi, và chúng ta dùng cái muối hạt này này và cái khúc khúc lá đó, chúng ta cho vào miệng nha. Chúng ta nhai nhai cho nó nhuyễn ra, và chúng ta sẽ cái nước của nó tiết ra, chúng ta sẽ nuốt từ 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 nha, nuốt từ 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 từ, và cái bã thì chúng ta bỏ đi. Còn nếu cái sang cái cách hai á, mà chúng ta cũng làm tương tự như vậy, chúng ta không không có nhai nha, chúng ta không có bỏ vào miệng, chúng ta nhai trực tiếp, thì chúng ta có thể là lấy cái khúc lá đó đó, chúng ta giã nhuyễn hoặc là xay nhuyễn ra đó. Và chúng ta sẽ cũng sử dụng từ 1 đến 2 cái hạt muối hột, và chúng ta lấy cái cốt của nó và chúng ta sẽ ngậm. Ngậm sau đó là chúng ta cũng nuốt từ từ nha. Đây là một cái cách dùng cây lưỡi hổ mép vàng chữa chữa ho, chữa viêm họng và khàn tiếng rất là hiệu quả. Bà con mình nhớ thử áp dụng nha.